Đây nè cô chú ơi, sáng nay chay ăn sáng nữa nè cô chú. Đó, cô chú thấy em giỏi chưa? Bây giờ là em tự ăn một mình luôn. Ngon không? Ngon không con? Giờ là để ăn tự mình lớn rồi chứ ai mà còn đút nữa, đúng không? Đút là ngày xưa người ta còn thơ bé á. Và khi xưa đôi ta bé ta chơi bum 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 bum. Hả chay? Chay bây giờ là chuẩn bị 2 tháng nữa là chay sắp 2 tuổi rồi đó cô chú. Bạn nào bằng tuổi chay á, các bạn có tự ăn chưa ta? Các bạn có tự ăn giống chay chưa? Thấy chưa, người ta giác từng hộp cơm đó. Nay ăn cơm với nước tương nữa cô chú ơi. Chay là cuộc đời chay chỉ có nhiêu đó thôi. Đó, dính rồi, dính trời ơi, dính con hộp rồi. Trời ơi, con lỗ mũi dính rồi kìa. Chay đi, your nose. Đó, dính rồi, dính hộp cơm kìa. Đúng rồi. Ăn y như người lớn luôn cô chú. Cố gắng nè, cố gắng dít cơm lên nè. Đó, quá trời luôn. Ôi trời ơi. Đã không? Dính miệng, lấy lưỡi. Dính miệng rồi. Quá luôn. Ăn cái này dùng tay hơi nhiều quá chay hả? Nếu mà muốn nó sạch sẽ thì mình phải đút. Còn mà muốn nó tự ăn là nó sẽ phải dơ. Đó, rồi nhá, chùi vô áo đó coi được không? Ăn đi con, uống miếng nước không? Uống miếng nước vô đi con. Không uống nữa hả? Đúng không? Không uống thôi. Con để ra chừng nào con khác con uống nha. Thấy cô thấy đang ăn cơm mà cô chú đói bụng luôn mà phải. Trúc, thương dễ sợ không? Miệng dính cơm nữa kìa. Màu dính cơm nữa kìa. Cái con mắt bên đây của em là do dính mực đó cô chú, chứ không phải nó bị gì đâu. Nó chơi nó dẻ riết đó, nó chọt lên đó. Hôm nay là mặc áo màu hồng hồng rồi có cái sấm sét ở giữa rồi nữa chứ. Ê! Chị đi con đi. Cơm. Trời ơi. Con nói thank you. Nói thank you đi con. Nói thank you mẹ làm cơm cho con ăn đi. Thank you. Không thank you người ta luôn. Cô chú đố cô chú chay ăn hết miếng cơm đó. Hết rồi xong rồi cái người ta còn ăn sữa chua nữa đó. Chú nói mẹ gọt trái cây ăn sữa chua nữa đó. Đúng không chay? Đúng không? Đúng. Đúng rồi. Ngoan vậy cả. Chay với cái gì cái kết nết ăn là cô chú khỏi lo. Bây giờ hả nó không ăn cô chú có ép cỡ nào nó cũng không ăn. Đó, mà nó đã ăn rồi thì thôi, kêu nó đừng ăn nó cũng không đừng ăn. Không có phải mà ép nó ăn là được đâu. Bây giờ nó không muốn ăn sao mình ép nổi. Nó phải muốn ăn rồi mình mới ấy rồi nó ăn. Chứ thường thường á không muốn ăn mà ép nên nó khóc. Chứ đâu có dễ dàng đâu. Đó cô chú. Người Nhật ăn là phải ngồi vậy nè. Ăn xong rồi giờ người ta ăn lê đó cô chú. Chán miệng, chán miệng của bé. Cắt cho miếng lê cái ngồi tầm ngồi y như người Nhật vậy đó để ăn. Đó, thấy không? Con cắt mà. Arigato. Ayusumo. Vậy. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống ăn đàng hoàng. Vâng, phải là của người Nhật là arigato, ayusumo. Cái chơi cô chú thấy chay giỏi chưa? Ăn hết chén cơm luôn. Chó. Ờ. Chó. Chó hả? Ừ, chó ăn chó. Ừ. Cắn miếng rồi, cắn hả miệng.
chưa? Chị đi ăn với mẹ nè cô chú, mà chị ăn đồ ăn của cha. Ngon không con? Có miếng nước không? Có miếng nước không? Nhỏ nhỏ thôi con. Chị miệng đi. Nhúc nè, nè, thế này nè. Giấy chùi. Giỏi quá. Dance party. JD. Come here. Come here. Here, put the pen down. Trời ơi, trời, ba nó kêu nó bỏ cái viết xuống, nó dục cái viết cái bùm cái thấy được cái đó. Dance party. Thôi đừng ngửa, baby, take it out for her. You want to play on that? Yeah. Okay. Say please. Please. Okay. Nói ba ơi. Nói không? Nói ba ơi. Làm ơn. Rồi cưỡi ngựa đi. Giờ cưỡi ngựa đi đâu? Rồi được không? Làm sao? Chuyện gì? Cưỡi ngựa chuyện nào? Chở kiểu đó tới chuyện nào mới về tới Việt Nam? Fast. Nhanh lên. Cưỡi nhanh lên. Nhanh lên. Ready? Chú đang đợi, lẹ lên. You gotta go fast, ready? One. Xuống rồi. Princess Crown. Cô chú coi chơi bao vô nè. Đeo vô. Oh wow. Chơi nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè. Look. Oh. Wow. Princess. Đẹp không? Okay, dance party. Quá đẹp. Rồi, nhảy đi. Nhảy đó. Trời ơi. Coi công chúa cởi ngựa đi tìm hoàng tử đi cô chú ơi. Gỡ cái đó ra đi, pick it up, baby. Take it off for her. The tag. The tag on it. Yeah. Đó, rồi ba gỡ ra đó. Want it again? Sao? Lấy banh đi, lấy banh thảy, thảy banh vô bốn rổ đi. Thảy banh vô bốn rổ đi. Làm gì vậy? Điều điệu hoạnh, mệt, dễ sợ không? Okay. Điều mệt chứ bà điệu này dễ sợ luôn đó là. Thôi tự nhiên làm gì vậy? Có rảnh chưa? Cô chú thấy nó rảnh chưa? Ba đi theo. Đó. Hả? Baby, what about the birthday one? The birthday hat. Can you put it on for her, please? Oh yeah. Nè, cô chú coi chay bỏ Katie, này lên chay. Ba bỏ này lên like chay. Yeah. The dog song. Would you like this song? Yeah. Okay. Please. Say please. Please. Okay. Say thank you. Chay nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè. Chay nhìn mẹ nè. Hát cái birthday vui vui đó. Ha, nhìn mẹ nè, có đẹp không nè? Ủa? Đổ lên lại. Nè, nhìn vô camera nè, nhìn vô cho cô chú coi nè, cô chú chụp tấm mình. Happy birthday to you. Đeo vô lại, cô chú chưa có thấy. So you got the attention span of like two. Cô chú chưa kịp coi gì hết, cái nón đó đội vô đẹp lắm á cô chú mà không chịu vô đội đó. Coi, cô chú coi cái tóc đằng sau đó. Có bạn nhắn tin hỏi Ngọc là tóc của chay hay là gì? Cái con mắt chay là nãy giờ rồi, bây giờ mới theo xong, nãy giờ nó ngồi nó vẽ nên nó bị ấy chứ không phải con mắt bị gì đâu nha cô chú. Với lại hả gì đó, cô kia hỏi là tóc chay thiệt hay là uống tóc. Ba bà hả? Giờ này mà ba búng gì? Ba bà búng gì? Tóc chay là tóc thiệt chứ không uống nha cô chú.
Nó chưa có 2 tuổi sao uống tóc là được cô chú ơi. Ba bà phải không? Ở đâu? Ba bà đâu? Cô chú biết nó đòi ba bà là gì không? Đòi đám vú đó. Nó dạo này nó ghiền dữ lắm rồi. Bây giờ phải tập bỏ bớt cái đám vú đi. Rồi đậu nhấn vô đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Đây mày đeo cho. Oh wow. Không đeo ngược rồi, đeo ngược rồi. Đeo ngược rồi, ngược rồi, ngược, 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 ngược. Rồi đậu vô. Đậu vô. Đó, coi bả đó. Tự mình. Này, ngược. Đây, 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 đây. Paid $500 to Doug Pavilion. Okay. So I went on eBay and I got the same piece, 8.5 by 20, because I'm not replacing my vinyl in back. For $600. Oh, is it yummy? Oh, it's a big piece. That company was selling the same piece of. Oh, wow. $400. I don't know why they had this special. Okay, let me wipe you up. You know? Damn. So I'll give that to Jim. If Jim gets the business, I'll store my boat there and he'll work on it over the winter. He's got 2 other jobs first. I said I want it done by March, the end of March. So I just gotta go and pick up. So you just call him and you give him a when you want it out and he'll schedule it. It might be up $25 or something. Just remember what you paid and say, hey, you know, this is what I paid last time. Maybe raise it up a little bit. Okay. Good job. Look at you, Jenny. Okay, I got it. I'll mix it. Good job, Jade. Good job. Good job. I got it. Wow, look at you. Is your paper taxes done this year? Look at you. They're going to have to. They haven't figured out yet, though. There we go. There you yum, go. Yum. So call him, say, listen, I need to have it out October, you know, 7th or 8th or whatever, and he'll tell you when he can schedule it. Wow, look at you, JD. Just remind him that you're Mark's. Is it yummy, JD? Yummy? Say yum yum. Say yummy in my tummy. So at least I'll have the upgrade. So it looked like it's a newer boat. The Seagrass was an outboard in 2012. Did you tell them how the guy, our neighbor, burnt the